Tập 13. Không linh căn. Nó nói ngũ hành linh căn là phàm nhân, vậy thì vô linh căn chính là tiên linh thể chất, trời sinh có vị thần thì tiên chất, mà tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh tồn tại. Nhưng mà vô linh căn lại không có thuộc tính, tự nhiên vô pháp điều động thuộc tính linh lực. Mặc dù thì tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng linh lực tầng tăng cường thể chất, cương kiện thân thể. Mà thể chất như vậy ở tu tiên giới chỉ có một kết cục: trời sinh tuyệt hảo song tu lô đỉnh. Vô số siêu phàm tiền môn đều sẽ đem vô linh căn bồi dưỡng thành lô đỉnh, dùng cho đột phá cảnh giới. Đây là chuyện sẽ khiến cho người ta điên cuồng. À, công tử làm sao vậy? Vô định thiền phú cực tốt, có biết người có thể trở thành đệ tử của ta. Vì hà ngôn tuyệt đối không thể để cho người ngoài. Ta nguyện ý. Tốt, nếu ta đã là đệ tử của ta, vậy thì lời nói kế tiếp người nhất định phải ghi nhớ nghiêm túc. Một là ta sẽ dạy cho người tu luyện, nhưng người tuyệt đối không được bại lộ thân phận tu sĩ, thậm chí không thể ở trước mặt người ngoài hiển lộ tu vi của bản thân. Hai, ta sẽ không thường xuyên ở bên cạnh người dạy dỗ, rất nhiều lúc yêu cầu người phải tự học. Bất quá thì ta sẽ chuẩn bị vài tài nguyên tu luyện tốt cần thiết cho người. Thứ ba là mặc kệ gặp được vấn đề gì, tùy thời có thể gọi cơ hội ta. Ta sẽ cho ngươi một mai truyền tấn thạch, chỉ cần kích hoạt nó thì liền có thể liên hệ với ta. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Người đã nghe rõ rồi chưa? Dần sư phụ. Có đệ tử ngọn ngọn đáng yêu như vậy, đúng là thật sung sướng. Ai không giống cái đám ở trong nhà kia, thiệt tình. Hồi không phải máu em mờ thì chính là thích hố sư phụ, hoặc là hạ ngốc tử. Vì ta làm sao lại thảm như vậy chứ? Vô định thể chất đặc thù, nếu tùy tiện bại lộ chỉ sợ là dẫn tới họa sát thần cho gia tộc. Cho nên nhớ lấy, tuyệt đối không được triển lộ tù gì nguy hiểm như vậy. Y tâm, mọi thứ đã có ta rồi. Mệt chi thủy. Tiền bối có biết ngài có chị có gì muốn chỉ giáo? Ngồi tu luyện tàn khí công khiến cho pháp khiến hao tổn thọ nguyên. Tuy rằng trúc cơ sĩ tu sĩ có 200 năm thọ nguyên, nhưng hiện giờ thời gian của người đã không còn nhiều. Chúng ta tới làm giao dịch đi. Đó là cái gì cũng không thể gạt được tiền bối. Mộng à, không biết tiền bối cầu ta làm cái chuyện gì? Đây là nguyên linh đan, có thể từ bỏ linh khí cùng nguyên khí trong cơ thể người, còn là lần đầu dùng nên hẳn là sẽ có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Ta lại giúp người bổ huyết công pháp, người dùng 10 năm thời gian này tu luyện liền có thể khả năng đột phá trúc cơ hậu kỳ, như vậy là có thể thơm được 100 năm thọ nguyên rồi. Ôi, đại lớn như vậy, bất luận là tiền bối muốn ta làm gì, ta đều không từ chối. Để rồi, vậy thì 10 năm này ngươi liền làm công phụng cho Mộc Linh Bảo. Ở lúc Mộc Linh Bảo còn ngươi thì phải toàn lực hỗ trợ. Giảng bối tuân mệnh. Vũ Đình à, con may mắn trở thành đệ tử của công tử, mẹ liền không cần được con đi Ngọc Hòa Tông nữa, cũng sẽ không cần con phải tách ra. Về sau con phải ngon ngẩn nghe lời sư phụ đấy. Mẹ à, trước kia không phải hay kể cho con chuyện xưa, nói tiền nhận sẽ không suy nghĩ thế tục lệ tiết. Sư phụ có thể cùng đệ tử trở thành đạo lữ. Vũ Đình à, con suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó. À, sư phụ à, ngày chừng nào thì trở về vậy? Công tử à, thật là thần thông quảng đại, đi lại không phát ra tiếng động nào. Ây cha, ta thu độ đĩa mà sao lại giống như là thu hậu công vậy ta? Mệt chi thủy đã đáp ứng là một liền bảo cung phụng, có án thì không có mấy thế lực thế tục có thể uy hiếp được một liền bảo.
Bạch lão là trúc cơ đại tu sĩ, lần này chỉ mời hắn rời núi cũng đã khiến cho một linh bảo nguyên khí đại thương rồi. Hiện giờ bạch lão vậy mà nhẹ nhàng đáp ứng lời làm cung phụng công tử. Ôi, công tử rốt cuộc là cương đại tới đâu? Không cần đi Ngọc Hòa Vọng Hòa Tông nữa, các người mau trở về đi thôi. Ta qua một đoạn thời gian sẽ tự mình đi một linh bảo. Sư phụ à, không cần phải nhìn chằm chằm ta như vậy làm cái gì? Đây không phải là dung mạo chân chính của ta, trước khi đi liền để cho các ngươi nhìn một chút vậy. Đồ nhi ngoan, công pháp ta đã truyền cho người, nhớ phải chăm chỉ tu luyện, chờ vi sư đi tìm người. Qua đã lãng phí không ít thời gian rồi, cơ tiếp phải toàn lực lên đường. Trong vòng 2 ngày hẳn là có thể tới kịp đi. Tập 15. Đoàn Ly Sơn chính là hùng địa, mà phường viện trăm dặm hoàn toàn lại không có bóng người, mà khu vực quanh lại có đủ các loại độc xà mạnh thú sinh hoạt. Bên trong lại càng có thành lân độc thiềm lực, thực lực ngang với Nguyên Anh kỳ tòa trấn. Mỗi một loại ngũ hành đều có thể đề thằng một loại tu sĩ linh căn tư chất, mà Nguyên Anh kỳ yêu thú thì có thể mượn dùng ngũ hành quả để tốt tài hoán cốt, hóa thành hình người. Mà thành lần độc thêm hẳn là sẽ thủ ở đây cho tới khi trái cây thành thục. Ta đối với ngũ hành quả thật là có hứng thú không lớn, chủ yếu là vì ngũ hành thạch trồn ở dưới gốc cây. Mà ngũ hành thạch này có thể cân đối ngũ hành, tôn trưởng ngũ hành linh lực, là thứ có thể giúp cho thất nhị tạo dựng cơ sở tu hành. Tuy rằng Nguyệt Anh kỳ yêu thú không đáng ngại, nhưng mà nhiều chuyện không bằng mất đi một chuyện, chờ lúc nó rời đi thì ta lấy là được rồi. Một chờ ngày đầu tiên, hai chờ ngày thứ hai, ngày thứ rất là nhiều thứ. Ai không được rồi, cái con độc thiếm này ăn ngủ rồi tay chối, sao giống như ta vậy? Chỉ sợ rất khó mà chờ tới lúc nó rời đi. Làm sao bây giờ? Ui, chẳng lẽ là phải đồng thủ? Ôi, tức quá, không được rồi. Đồng thủ thì không phải là phương án tốt nhất. Cái này còn phải ảnh hưởng tới tôn nghiêm của ta. À đúng rồi hả? Ta âm hiểu nhất chính là về sát thuật cùng với hiển sát thuật. Ta có thể dùng ảo thuật độc thiềm này nhất định sẽ yêu thích thứ giống như ta thôi. Yes sir, có đồng tính rồi. Đầu tiên này không hổ là dân FA giống như ta, vừa thiết gái lại liền mất bình tĩnh liền. Hy vọng nó có thể kéo dài một chút, đừng có quá 3 giây liền xong chuyện đó nha. Yêu thú xem kiếm. Hỉ. Ây da, chuyện gì vậy trời? Bên kia có biến. Chích xà, nhận lỗi, ta muốn người chết. Hai người thế mà còn biết mắng chửi người ư? Đập lẫn tưng. Hòa chỉ là một tên kiếm đơn kỳ thơ mà lại dám. Ây da. À, ui, what the fuck? Hiện tại tôi sẽ nhận lỗi đồng mạnh như vậy sao? Chưa vừa rồi ta đã dùng là đập lẫn tưng hay là gọi là đập lẫn trám vậy? À bỏ đi, dù sao thì cũng là dấu địch chuộng thôi. À, tên này bị ngu. Rồi cuộc là tên ngốc nào làm hốt chuyện của ta vậy trời? Người còn ở cách 10 dặm mà liền la to, thế mà còn muốn đánh đến ư? Ôi, lên áp thật là mạnh, tên tu sĩ kim đan kỳ kìa,
Vừa rồi đâu đó mà như thế rồi, giờ lại tới một tên như anh tu sĩ công kích, chỉ sợ là cái chỗ này đều bị sang bạn thôi. Mà cờ đi, muốn chết thì cũng phải chết cái tôn nghiêm một chút. Tiếp chiêu. Cái đầu xanh, tên huống gì đây? Lên áp còn đại, nhưng mà lực sát thường lại yếu như sơn vậy hả? Hiệu thú, người có thể phá tam vị hỏa liền của ta, xem ra bản lĩnh cũng có chút đó. Mất quá thì hôm nay ta nhất định phải lấy đi ngũ hành quả. Hóa ra là nàng ta ư? Đạp Vân Tiên, Tông Thiên Tài, Tông Chủ Thần Sinh Nữ Nhị, Ngọc Vô Sướng. Ha, hóa ra nhân loại tu sĩ cũng chỉ có vậy thôi. Vừa rồi nhất định là do ta đã sơ ý. Xem thứ chiếu này, Xích Viêm Phượng Minh. Sơ rồi đi. Xem ngươi còn dám đến đọc báo bối của ta nữa hay không. Đối phó với người làm sao còn dùng tới hỏa phượng chứ. Một mình ta là đủ rồi. Ôi vậy người lãng phí linh lực đem hỏa phượng phóng ra làm gì cho đẹp ư? Xem kiếm. Ôi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị bẩn. Ai cha, mẹ trẻ này tâu hại nó cũng vừa thôi chứ. Đây là chiến đấu chứ có phải là giang trên xiển sang trên giếng đâu. Nhân loại cứu sống. Quỳ yêu thú đỡ tiền người thế mà lại dùng đâu. Trống phải thành lần độc. Dù ngươi có lỗ thần đạo tồn thì trong một ba canh giờ đừng mơ mà động đậy nói. Không biết người anh tu sĩ sẽ có hương vị như thế nào đây. Đập lẫn trăm. Ái trà, lại tới nữa. Bổ hòa lần này à, không sợ ngươi. Vừa rồi chắc chắn là chỉ là sơ ý thôi. Hồi đúng là hỗn đản, thế mà lại đánh lén bổn oa. Người không nói võ đức. Xem thanh lân bọc khí ba của ta đây. Tập 15 năm. Đập lớn trống. Ây cùi ngươi cơm bà nó. Chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Không. Chiêu này là nghiêm túc đập lạng trộm đấy. Đập lạng trộm. Ôi lập sao mà có thể. Ta sẽ không giết người, hy vọng người đừng có cản ta. Ôi đã tại đại nhân đã tha mạng. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng lấy được đồ, nếu không phải là Ngọc Vô Sương phá rối thì ta cũng sẽ không đến mức phải dùng phương pháp thô bạo như vậy để giải quyết. Cái đó đau hữu à, ngũ hành quả này có thể cho ta mấy quả có được không? Người có thể tùy tiền ra giá. Tùy ta ra giá ư? Nếu ta không muốn bán thì sao? Ôi tính cách vẫn y như cũ à, thấy cái gì mới lạ đừng muốn có được à. Năm viên ngũ phẩm đang dược đổi lấy một viên ngũ hành hoa quả. Hòa nữ hiệp, sao người không nói sớm? Nếu như từ đầu mà ngươi nói thẳng như vậy thì nam viên ta đều sẽ nhường cho ngươi rồi. Đợt thêm này thủ ở đây là vì lấy ngũ hành quả để hóa hình. Nhưng mà hóa hình đang dược là hiệu quả tốt nhất.
cũng chỉ mới là ngũ phẩm, mà hiện giờ ngươi trực tiếp là dùng 5 viên ngũ phẩm đàn dược đổi lấy một viên ngũ hành quả. Ây da, vì không hố là người. Ngô Vô Sương à, bạn gái cũ của ta, ngươi làm sao mà một chút tiến bộ cũng không có vậy? Nếu như đạo hữu cảm giác chưa đủ mà nói cái này thì sao? Ui lạ ăn sơn linh thạch. À không, không được thì à, cái này cũng được. Nếu không thì lấy cái này đi. À, nhưng mà cũng không ổn. Ui vẫn ẩn thạch. Ai à, nhân loại à, à chúng ta kết hợp xử lý nàng ta để đoạt lấy bảo đi. Nếu ngươi thích thì ta có thể dùng độc để cho ngươi hưởng thụ một chút cô nàng này. À, đọc sách tầm hả con? Nếu như ngươi còn muốn sống thì ngắm cái mồm vào. Được rồi, không cần lý ra nữa. Cô lúc ra cửa không có ai gì, cô ra ngoài phải chú ý cái gì sao? Ta là trốn ra ngoài. Ui, làm sao mà cậu ý khước vậy mẹ trẻ? À. Nè, đừng có thở dài. Cái này tặng cho cô. Hả? Đạo hữu à, ngươi muốn đem viên hành hỏa này tặng cho ta? Đi ra ngoài thì phải nhớ kỹ, không được để lộ tiền tài. Bằng công sẽ bị người ta có tầm nhớ thường. Đi lúc đó, cho dù cô hậu trường có mạnh tới đâu thì cũng tránh không được bị thường được rồi. Cầm lấy nó mà về mà sớm trở về nhà đi. Mau cầm lấy đi. Ta làm sao lại nghĩ tới hắn? Bà quá thì thiếu niên này làm cho người ta có cảm giác rất là giống. À, không biết hắn hiện tại thế nào. Lúc trước thì vẫn luôn thích gây chuyện, rõ ràng là một tên ngốc còn luôn muốn trắng trước người ta. Vì đau khổ này, ta không thể vô duyên vô cớ thu đồ của người. Người có thể nói giá, mặc kệ người muốn cái gì ta đều đáp ứng. Ngũ hành quả vốn dĩ cũng không thứ gì quý giá cả. Cô liền cho ta một viên hóa hình đàn cùng với một thổi đại la huyền kim là được rồi. Đại la huyền kim, đạo hữu không chỉ là tu vi cao tuyệt mà còn tinh thông luyện khí, qua tức là lợi hại. À, hiểu sơ sơ thôi mà. Đây là hóa hình đàn. Bất quá thì trên người ta không có mang theo tài liệu luyện khí, nhưng ta có một biện pháp khác. Cái này là thùng linh ngọc kiếm, mẫu kiếm cho ta trở về. Tông môn sẽ thông qua thùng linh ngọc kiếm này, ngọc kiếm tử kiếm đưa cho người. Thùng linh ngọc kiếm này giá cả đều đã vượt qua ngũ hành quả cùng với hóa hình đàn rồi. Ta là Đạp Vận Tiên Tông Ngọc Vô Sương, đạo hữu cứu ta một mạng, ta tự nhiên phải tận lực tường báo. Ngọc kiếm này trừ bỏ ra là có thể tiếp tục tử kiếm vật phẩm. Nó còn có thể cùng ta trực tiếp liên hệ về sau. Đạo hữu có vấn đề gì có tùy tiện à, tùy thời có thể hỏi tới tìm ta. Ta là một tên tán tù tên là Thiên Nhận. Thiên Nhận đạo hữu à, ta đi đây trước. Ta đi trước nhớ rõ liên hệ tới ta đó nha. Ôi nhà đầu ngốc này. Ngươi nói như không muốn viên hóa hình này thì có việc rời đi. Hả? À lại nhân, à không đúng. À già, ngài muốn cho ta hóa hình đan. Bằng không ngươi cho rằng ta muốn hóa hình đan là cái quái gì? Bỏ cờ quá thì ngươi về sau phải làm việc cho ta. Cái gì? Một viên hóa hình đan liền muốn ta thành lông sống? Làm sao hả? Cậu muốn? Ôi ta làm sao có thể không muốn chứ? À đại nhân, à ta nghĩ xin ngài buông kiếm xuống. Ăn đi. Yêu thú hóa hình và là lúc suy yêu nhất. Đồng thời hóa hình đàn cũng đang dược hưởng, cũng sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú tiền tới. Ta sẽ giúp người hộ pháp. À mà hiện tại trong núi yêu thú số lượng cũng không ít.
Ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây thì không có thứ gì có thể thương tổn được tới người. Tập 16. Ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây thì không có thứ gì có thể thương tổn được người. Kim đang đỉnh phòng miêu thú, quả nhiên là lá gan cũng lớn hơn. Cái đám khác một chút thế mà dẫn đầu sông tới. Triệu Khiếm, thử nhà người lấy tù vì Nguyên Anh sơ kỳ trấn trụ nơi này. Vậy Kim đang đến phòng hắn là nơi yếu tố lợi hại nhất rồi. À đại nhân à, tuy rằng cảnh giới đám yêu thú này hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài, nhưng mà chúng có số lượng rất là nhiều. Yên tâm đi, nơi này đã có tà người một chúng hấp thụ linh khí để hóa hình đi. À đúng rồi, ta liền giúp người tụ tập một ít linh khí lại đây. Hồi linh khí phụ cận đều đã tập trung ở tới đây rồi. Cái lỗi thần thông này hắn còn là kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ cái lỗi trong đan điện có mấy trăm viên kim đan? Được rồi, để ta nghĩ xem có chiêu thức A-E-O nào để đối phó với nhiều yêu thú như vậy hay không. Đầu tiên, nỡ ra tới thì cũng đừng có đi. Hòa tự mình nói ra cái lời thoại của phản diện thật là kích thích mà. Tuy rằng đối thủ chỉ là một đám yêu thú đập lẫn trộm 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 trộm. Ngươi thấy chiêu này thế nào? Ôi, chiêu này cùng với lúc trước thì có gì khác nhau ư? À, nếu người đã xong việc rồi thì tới giúp ta thu dọn chiến trường đi. Đây đều là tiền cả đó. Quỳ nhân nội này thật là khủng bố, vì sao tuyệt đối không thể nào chọc giận hắn. Gia vụ ổn xà xúc cảm còn chân thật hơn cả tơ lụa. Quỳ nội dùng nó để làm thành tức chân. Chỉ sợ là sẽ bị nữ tu sĩ tranh đoạt sức đầu mỉa trang thùi. Vậy đã, làm thành tức chân. Ôi cái này chỉ cần luyện khí tù vị cũng có thể làm được mà. Vừa lúc để cho mấy cái đồ đệ luyện tập một chút chứ. Thơm thích anh là thơm thích hả? Bọn họ đều là đồ đệ của người đó. Anh đã tiếp nhận hộ pháp, nguy hiểm tâm thời đã qua đi. Rất tốt, ngươi cũng sắp hóa hình rồi, nên lấy một cái tên đi. À đúng rồi, ngươi là đực, là giống đực đi hả? À, là giống cái. À, quá trời phát, ngươi là giống cái. Vì sao lại động dục với bạch ngọc do áo thuật biến gì ra vậy? À, cái gì? Tiểu bạch bạch đó là do áo thuật biến thành ư? Đó là mối tình đầu của ta đó. Rồi, thôi bỏ đi. Về sau có cơ hội tìm lấy hàng thật cho người. Ui, thật tại sao vậy? Xin chủ nhân mang tên. Bản thể hiện tại con người đen như ngọc, gọi người là tiểu bạch đi. Hả? À, quá được khác. Đen mà gọi là tiểu bạch. Mộc Linh Bảo. Có vị tộc lão à, các người đều là Mộc Linh Bảo lão nhân. Hành vi lần này của các người không coi bảo chủ như ta ra gì. Ở đại phu nhân à, cùng Ngọc Định Quốc hoàng thất liền hồn đối với Mộc Linh Bảo chúng ta là chuyện tốt vô cùng. Huân hồ, lục quân tử thật thích tiểu thư. Đúng vậy đó đại phu nhân à, chúng ta đã thu hoàng thất xin lỡ rồi. Nếu như bây giờ đối ý chỉ sợ là chấp dẫn tới hoàng thất. Nghe nói Ngọc Đỉnh Quốc lại có 3 vị cung phụng, mỗi người đều là đại tu sĩ, chúng ta không thể nào đắc tội nổi. Ta thấy đại tiểu thư cũng đi theo trở về rồi, như vậy hắn lại không bái nhập được vào tiền môn. Lâu quan tử liền ở bên ngoài cửa chợ, chỉ cần đại phu nhân gật đầu thì Mộc Linh Bảo chúng ta về sau tiền đồ vô lượng, liền vô lượng rồi. Đủ rồi, các người ở lúc ta cùng với Vũ Định còn ở, tự tiện đáp ứng liền hồn mà con dám nói vì Mộc Linh Bảo. Mộc Linh Bảo nhiều năm thù còn đủ chi,
Đám người các ngươi càng ngày càng giàu có, coi ta là không biết chuyện gì sao? Việc liên hôn này vô lượng thế nào ta cũng không đồng ý. Nói hay lắm. Không nghĩ tới một Linh Bảo Đại phu nhân, không những dáng người nồng bổng, tính tình lại cực kỳ hỏa bạo, nhưng mà ta thích. Đối với đại mỹ nhân sao có thể sử dụng phương pháp bức bách chứ? Nghe nói một Linh Bảo Đại phu nhân chưa vào cửa liền thủ tiết, bản thân còn là thuần khiết, điều kiện tốt như vậy mà không đi tìm một vụ phu nhân, à phu quân thì thật sự quá đáng tiếc rồi. Như vậy đi, con người ta vẫn luôn thường qua tiết ngọc, đại phu nhân cùng đại tiểu thư vốn không có quan hệ máu mủ gì, sao không lấy thân phận tỷ muội cùng nhau gả cho ta? Ta đảm bảo tưởng lấy về sau một Linh Bảo liền có thể dọt phát triển, ở tỷ đều có ngọc đỉnh hoàng thất chống lưng. Lâu quan tử điện hạ, khiến người phải thất vọng rồi, ta sẽ không đồng ý. Bà lão, tiền khách, dường, đại phu nhân, trúc cơ trung kỳ. Sao có tiếng? Không phải một Linh Bảo không có tiên nhân tòa trấn ư? Là bà chị thủy, hơn nữa hắn cũng không có già yếu như trong lời đồn, kiếm khí còn tinh tiến rất là nhiều. Vậy vạn bối bái kiến bạch lão, tại hạ là Ngọc Định Quốc Lục Quan Tử Vương Đường. Mặc kệ Ngọc Linh Bảo trả giá bao nhiêu để mời ngài, ta đồng ý trả giá gấp ba. Lục Quan Tử xin lỗi, bạch mố là một Linh Bảo cùng phụng, tự nhiên sẽ ra sức vì một Linh Bảo. Xin mời điện hạ trở về đi. Điện hạ, ta không phải là đối thủ của lão. Đường công phụ mà chúng ta đi. Do họ hùng hổ này cứ thế mà đi, hoàn toàn không có cái gì cả. Tiêu bà đà, người không hiểu rồi. Cái loại người mà có được giữ được như vậy mới là kẻ khó đối phó nhất. Về sau một Linh Bảo nhất định sẽ gặp phải toàn là phiền tối liên tục. Đồ đệ của ngài không phải là người một Linh Bảo sao? Ngài không ra tay giúp nàng ta diệt trừ tai họa ngầm, diệt trừ một tên hoàng tử mặc sầu, còn có cả một cái hoàng tộc, hoàng tộc sau lưng còn có tiền môn, dù sao thì chúng ta cũng đem tiền môn diệt trừ, phía sau lại cũng có thưởng phẩm tiền môn nữa. Ôi, ta đối với cái một tiếp sáng vàng này rất là không thích. Cứ đến người như vậy, người đọc là làm sao mà có thể nhìn thấy được hậu cung được chứ? Tập 16.